Tôi là Hà An, tôi tự tin vào bản thân khi luôn đứng đầu trường về học tập cũng như là thể chất. Nhưng cũng không bằng sắp bài kiểm điểm của em ở dưới phòng của giám thị đâu. Ngày nào tôi còn đứng ở đây thì tốt nhất các em nên quên những trò tào lao của mình đi. KCHSCB là kèm cặp học sinh cá biệt, có nghĩa là tôi sẽ luôn để ý đến những học trò như em. Đi thôi nào cô bé. Thầy biết không, ba mẹ nó mất trong vụ tai nạn, nó luôn thiếu thốn tình thân, nhìn nó quậy quọ chứ nó mặc cảm lắm. Sẽ có gặp người trên đường em qua, tiếc nuối dài khờ, đời vốn không êm đềm.